BTS diễn lại bản hit 3 năm tuổi, gây xúc động mạnh trong lễ tốt nghiệp ảo, có vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Obama cùng hàng loạt người nổi tiếng. Rạng sáng ngày 8 tháng 6, giờ Việt Nam, BTS đã tham gia lễ tốt nghiệp ảo, do YouTube tổ chức với tên gọi The Class of 2020. Họ là đại diện Hàn Quốc, góp mặt trong sự kiện này bên cạnh hàng loạt chính trị gia và người nổi tiếng như vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, cựu Ngoại trưởng Condoleezza Rice, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert M. Gates Alphabet, giám đốc điều hành của Google Sundar Pichai, nhà hoạt động Malala Yousafzai, Lady Gaga và Beyoncé. Trong buổi lễ, các thành viên BTS lần lượt chia sẻ những lời chúc mừng, an ủi và các thông điệp chứa sự hy vọng. Ngoài giờ em phát biểu bằng tiếng Anh, 6 người còn lại đã thể hiện thông điệp của mình bằng tiếng Hàn. Các chàng trai đã nhớ về tuổi trẻ của chính họ, và từ đó động viên các sinh viên tốt nghiệp tự làm chủ cuộc đời, tìm ra con đường của chính mình trong hành trình theo đuổi ước mơ. Bài phát biểu của BTS trong lễ tốt nghiệp The Class of 2020. Không chỉ tham gia phát biểu trong lễ tốt nghiệp ảo, BTS còn kết thúc chương trình bằng màn biểu diễn đặc sắc, được ghi hình tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Nhóm nhạc toàn cầu đã khoe giọng hát ngọt ngào quả bà ca khúc là Boy With Love, String Jay và Microcosmos. Dù biểu diễn không có khán giả, các ca khúc họ lựa chọn đều có vũ đạo nhẹ nhàng hoặc diễn chay, không nhảy nhưng BTS vẫn thể hiện 100% nhiệt huyết bằng khả năng làm chủ sân khấu của mình. Boy With Love, String Jay và Microcosmos, BTS The Class of 2020. Đặc biệt, các fan đã vô cùng xúc động khi 7 chàng trai sau nhiều năm mới diễn lại ca khúc String Jay, bản hit ra mắt từ năm 2017 của họ. Đây là ca khúc mang thông điệp chữa lành và xoa dịu, điều mà rất nhiều người đang cần đến trong tình hình khó khăn như hiện tại. BTS gây xúc động khi diễn lại String Jay sau nhiều năm. Các ca khúc BTS thể hiện trong buổi lễ không có vũ đạo mạnh, nhưng các chàng trai vẫn khuấy động không khí bằng khả năng làm chủ sân khấu tuyệt vời. Ngay sau bài phát biểu và màn biểu diễn của BTS, hashtag thanh dấu BTS đã leo lên số 1 top trending thế giới, vượt qua cả từ khóa The Class of 2020. Đặc biệt, từ khóa String Jay còn bất ngờ xuất hiện ở vị trí thứ 4, chứng tỏ cư dân mạng vô cùng yêu mến ca khúc cũ của BTS, và cảm động vì các chàng trai đã thể hiện nó trong buổi lễ này. Từ khóa String Jay xuất hiện ở số 4, trong khi thanh dấu BTS đứng thứ nhất top trending thế giới. Nguồn tham khảo AK, Soompi. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.